Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đối diện với Hồng Trang đây là diễn viên Angela Phương Trinh. Và được biết là trong những năm gần đây thì chị cũng đã có xu hướng ăn chay trường. Và 2 năm gần đây rồi, theo như em tìm hiểu. Vậy thì nguyên nhân nào, lý do nào dẫn đến chị ăn chay? Có phải chăng là do về tín ngưỡng, tôn giáo, hay là một nguyên nhân nào khác, là về sức khỏe hay là giữ vóc dáng ạ? Dạ, xin mời chị. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của chị Hồng Trang. Dạ, lời đầu tiên cho con xin được phép gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến Đại Đức Thích Khải Thành. Dạ, anh Sĩ Luân, chị Hồng Trang cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại buổi câu chuyện bên tách trà ngày hôm nay ạ. Dạ, con rất là có đầy đủ duyên lành và được sư phụ của con là sư cô Đức Tâm và dạ, nên con có cơ duyên để được ngồi ở đây để được học hỏi thêm thật nhiều điều từ Đại Đức và các anh chị cũng như toàn thể vị khán giả. Cũng như chị Hồng Trang nói thì con đã được tu tập và được ăn chay 2 năm trở lại đây rồi. Và con được sự dìu dắt của sư phụ Đức Tâm, và con rất là thường xuyên về các khóa tu ở tu viện Như Giác, ở Quan Âm tu viện. Thì khi mà con ăn chay thì con cảm nhận là cuộc sống của con đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Từ khi ăn chay thì con mới muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp, về giáo lý của Đức Phật. Và từ đó thì con mới biết yêu thương, biết chia sẻ đến mọi người và mọi loài hơn. Lúc trước thì con sẽ dễ bị cuốn theo công việc, cuốn theo danh vọng và tiền tài. Như con được học thì con thấy là con sẽ bị chấp là cái thân lúc đó của mình là thật, và con sẽ làm tất cả mọi thứ để chỉ viết tốt cho cái thân của mình thôi. Và nếu như không có được như ý thì con sẽ rất là dễ bị phiền não và rất là khó chịu, khổ đau. Nhưng mà khi tu tập rồi thì con biết được là cái cảm xúc hạnh phúc hay khổ đau đó cũng là những cảm xúc vô thường thôi. Và con thấy được là tất cả mọi cái sự khác nhau ở trên đời này đều là do nghiệp. Khi mà thấy vậy rồi thì con bắt đầu tập quay về bên trong nhiều hơn. Con không có hướng ra bên ngoài nhiều, mà con quan sát tâm của mình. Và con tự nhủ và tự nhắc mình là tâm mình sẽ làm chủ cái cuộc sống của mình. Và con ăn chay là bởi vì con tin sâu vào nhân quả nữa. Và con nghĩ là không có một loài nào mà sinh ra trên đời mà lại muốn sẵn sàng, muốn dâng hiến cái thân của mình để làm mồi ngon cho một kẻ khác hết. Con nghĩ tất cả đều biết ham sống sợ chết, và đều biết yêu thương, biết bảo vệ nhau. Nếu như mà có một con vật nào đó mà bị ăn hiếp thì con có rất là nhiều lần con ngồi ở nhà con tự suy nghĩ, không biết có đúng hay không, thưa Đại Đức Khích Thải Thành, là con tự suy nghĩ nếu như mà có một cái loài nào mà mạnh hơn và to lớn hơn con người, mà với cái bản tính là ỷ mạnh hiếp yếu như vậy thì chắc là con người cũng sẽ chết rất nhiều. Dạ, con suy nghĩ như vậy. Và khi mà con ăn chay á thì con cảm nhận về chính bản thân con là con thấy thân tâm của mình rất là nhẹ nhàng, và con thấy là đồ chay rất là ngon, rất là phong phú. Thực sự lúc trước khi ăn chay thì dĩ nhiên đồ mặn cũng rất là ngon. Con nghĩ là nó chỉ hấp dẫn bởi gia vị thôi. Nếu không có gia vị và nếu không có qua chế biến thì mình sẽ không biết được là cái miếng thịt mình ăn nó có bị bệnh hay không, con vật nó có bị bệnh hay không. Bởi vì theo con được thấy là dạ con người mình cũng bị bệnh rất nhiều thì chắc chắn là các động vật cũng sẽ bị bệnh rất nhiều. Và khi mình ăn những cái con vật bệnh như vậy thì con nghĩ là mình cũng sẽ bị bệnh. Giờ khi mà con ăn chay thì con sẽ những cái rau củ gì đó mà mình thấy là nó không có được tươi, không ngon thì mình đã cắt và gọt đi rồi. Và nhờ tham gia các khóa tu, các khóa thiền thì con mới biết được là mình phải trân trọng tất cả những thức ăn mà mình được
thọ nhận, tức là dùng nó, con đều biết ơn những thức ăn đó và đều biết cầu nguyện cho nó được tiến hóa cùng với mình. Và con thấy được là ăn chay rất là tốt cho sức khỏe, và khi mà ăn chay thì cũng sẽ trưởng dưỡng cái sự từ bi và trí tuệ. Cảm ơn chị rất là nhiều những chia sẻ mà Trang nghĩ rằng là cũng sẽ phần nào chạm được đến tất cả mọi người, và chúng ta đã thấy hình ảnh của chúng ta ở trong đó. Bởi vì khi mà nghe chị chia sẻ là chị có ngồi ở nhà tưởng tượng như vậy đó, thì thực chất nha, em là một người ăn chay thì em cũng đã từng tưởng tượng như vậy. Dạ, và cái cảm nhận của mình khi mà mình đặt vị trí của mình vào vị trí của những con vật đó, mình sẽ thấy và mình sẽ hiểu được một phần nào cảm giác đó. Cho nên là ngày hôm nay thật sự là những chia sẻ của chị rất là thú vị và rất là ý nghĩa ạ. Ha ha ha,